Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trước bối cảnh thâm hụt ngân sách và nợ công tăng cao như là hiện nay, đặc biệt là tài khoá ngày càng trở nên thiếu bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế mới, trong chưa đầy một năm qua, thì Bộ Tài chính đã 3 lần đề xuất sửa đổi bổ sung các luật thuế theo hướng tăng mức thuế của nhiều sắc thuế như là thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, thuế giá trị gia tăng VAT và áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiều loại hàng hóa. Tuy nhiên thì qua những nội dung của việc thay đổi chính sách thuế của Bộ Tài chính đưa ra thì làm cho mọi người cảm thấy mục tiêu là hướng tới huy động nguồn thu ngân sách nhà nước mà chưa tính đến chính sách thuế phải tạo động lực cho phát triển kinh tế, tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp, đóng góp nhiều hơn nữa nguồn thu cho ngân sách. Và đặc biệt, hiện nay việc thu chi ngân sách nhà nước vẫn chưa được công khai minh bạch. Chính vì thế những đề xuất này đang vấp phải nhiều ý kiến đa chiều và cần được làm rõ lý do cũng như là những tác động đến tổng thể nền kinh tế. Và đây cũng sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề sửa đổi các luật thuế, vấn đề đặt ra từ góc nhìn đa chiều. Nhưng trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Đầu năm 2017, Bộ Tài chính lần đầu đề xuất tăng thu thuế bảo vệ môi trường với các sản phẩm xăng dầu với lý do hiện nay thu ngân sách từ dầu thô giảm và giá xăng Việt Nam đang thấp tương đối so với 122 quốc gia trên thế giới. Mặc dù vấp phải sự phản đối dữ dội từ cả phía chuyên gia kinh tế lẫn người tiêu dùng, Bộ vẫn kiên định với quan điểm tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu lên mức 4.000 đồng một lít. Dự kiến mức thuế này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay và sẽ bổ sung cho ngân sách hơn 57.000 tỷ đồng. Tháng 8 năm 2017, Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế VAT từ 10% lên mức 12% năm 2019. Đồng thời, Bộ cũng kiến nghị giảm bớt một số mặt hàng được hưởng thuế VAT ưu đãi 5%. Bộ Tài chính đề xuất áp dụng mức thuế suất 10% từ năm 2019 với mặt hàng nước ngọt có đường, trừ sữa. Theo tính toán, với việc điều chỉnh sắc thuế này, ngân sách nhà nước thu về khoảng 5.005 tỷ đồng. Đầu năm 2018, lại một lần nữa dư luận dậy sóng khi Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương. Bộ đưa ra hai phương án thu thuế và có phần nghiêng về phương án tăng thu ngân sách 500 tỷ đồng. Ngày 13 tháng 4 vừa qua, Bộ Tài chính công bố đề xuất đánh thuế tài sản lên nhà đất, ô tô, tàu bay. Điều đáng nói là thay vì đánh thuế tài sản đối với ngôi nhà đất thứ hai như dự kiến trước đây, thì Bộ đề xuất đánh thuế ngay trên ngôi nhà thứ nhất với mức thuế suất 0,3-0,4% đối với nhà đất có trị giá trên 700 triệu đồng. Ngân sách dự kiến được bổ sung khoảng 1.500 tỷ đồng. Thưa quý vị, những đề xuất sửa đổi các sắc thuế trên của Bộ Tài chính hiện đã và đang vấp phải rất nhiều ý kiến đa chiều từ phía dư luận và các chuyên gia. Bởi các sắc thuế hiện nay đã ảnh hưởng sâu rộng đến hầu hết đại bộ phận người dân, đặc biệt là những người nghèo và người có thu nhập thấp, đến hầu hết các doanh nghiệp và theo đó là đến cả nền kinh tế. Trong một buổi tọa đàm chính sách mới đây được Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức, trong phần thảo luận mở, hầu hết các diễn giả đều đề cập đến tăng thuế VAT và nội dung xây dựng luật thuế tài sản. Nhiều ý kiến đồng tình với việc xây dựng luật thuế tài sản nhưng còn băn khoăn ở ngưỡng tính thuế. Căn cứ tính thuế, với ngưỡng dự thảo đưa ra thì đối tượng bị ảnh hưởng bởi sắc thuế này là quá lớn, có thể tác động đến cả những đối tượng có thu nhập trung bình thấp. Nếu đánh thuế tài sản thì phải phân định rõ giữa tài sản cá nhân với tài sản của doanh nghiệp, tài sản chỉ để tiêu dùng với tài sản tham gia vào sản xuất kinh doanh. Và đương nhiên thì trong câu chuyện cái ô tô, tôi cho rằng là ô tô mà có cái giá trị cao, đẹp thì có lẽ cũng cần phải đánh. Đối với đề xuất tăng thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt, theo các chuyên gia, chỉ có thể tăng thu trong ngắn hạn, nhưng trung hạn và dài hạn có thể dẫn đến thu hẹp nguồn lực của nền kinh tế. Tăng thuế gián thu có thể không ảnh hưởng đến 20% hộ giàu, nhưng sẽ tác động đến 20% hộ nghèo nhất. Do vậy, các chuyên gia cho rằng cần ưu tiên chống thất thu chứ không nên tăng thuế. Thu như thế nào để đầu tư cho nó tốt, chứ không phải thu để rồi là chi ngân sách thường xuyên nhiều hơn hay là không giảm được. Cái điều đó là quan trọng nhất. Muốn cân bằng ngân sách không phải hướng nhiều về tăng thu thuế và tăng thu, mà phải hướng nhiều về giảm chi để nó cân bằng bền vững hơn. Hiện nay chúng ta chi lớn quá. Bên cạnh đó, một số chuyên gia khác lại cho rằng trong lần sửa đổi luật thuế của Bộ Tài chính thì có cả những thay đổi về tăng giảm các loại thuế và những chính sách thuế đưa ra đều có những ưu nhược điểm riêng. Chính vì thế không thể tránh khỏi những phản ứng của dư luận. Đặt ra cái vấn đề là trong các đề xuất sửa đổi luật thuế lần này thì có nhiều nội dung, trong đó có những nội dung, một số nội dung về đề xuất tăng thuế, ví dụ tăng thuế suất thuế nhẹ tăng, tăng mức thuế bảo vệ môi trường, nhưng mà cũng có những cái đề xuất về giảm thuế, ví dụ như giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, rồi thì đề xuất về mở rộng cái diện ưu đãi thuế, vân vân, đến nhiều cái đề xuất khác. Thì chúng ta đặt cái đề xuất về sửa đổi luật thuế này, nó đặt ra trong bối cảnh
Bối cảnh thứ nhất là chúng ta phải xử lý cái cân đối ngân sách, cái thâm hụt nợ công trong bối cảnh là chúng ta hội nhập và thực hiện các cam kết hội nhập. Đặc biệt theo các chuyên gia, hiện nay các luật thuế được đề nghị sửa đổi lần này mới chỉ có hiệu lực trong thời gian hơn một năm và nay lại được điều chỉnh. Điều này cho thấy chính sách thuế không ổn định, thay đổi liên tục. Việc sửa đổi bổ sung 6 luật thuế lần này làm cho nhà đầu tư và người dân sẽ băn khoăn liệu sau kỳ sửa đổi bổ sung lần này thì chính sách thuế này sẽ tồn tại trong bao lâu nữa. Dường như nhà đầu tư và người dân luôn phải đánh cược với nhà làm chính sách thuế. Qua đối thoại của nhiều nhà đầu tư nước ngoài với các hiệp hội nước ngoài thì người ta băn khoăn rằng hiện nay một điều lo ngại của nhà đầu tư nước ngoài là sự bất ổn của chính sách thuế. Thì cái này có thể là một cái điểm mà kém cho lợi của môi trường kinh doanh Việt Nam thì bất ổn thế nào có rất nhiều dân doanh nghiệp thì đây là một cái lo lắng của tiềm tàng trở nên lớn hơn. Ngoài ra, lộ trình cải cách thuế và thay đổi thuế của Bộ Tài chính theo nhiều chuyên gia cũng không thích hợp vào đúng thời điểm, bởi hầu hết lý do được Bộ Tài chính đưa ra là để bù hụt thu ngân sách do các cam kết quốc tế. Nhưng trên thực tế, Việt Nam đã hội nhập quốc tế từ rất lâu. Cái việc chúng ta tham gia các hiệp định thương mại quốc tế thì đã diễn ra từ lâu rồi. Từ lâu rồi, đúng không? Vào WTO từ hơn chục năm về trước rồi. Rồi ký hiệp định thương mại với lại Việt Nam-Hoa Kỳ cũng từ lâu rồi. Ký hiệp định thương mại các nước khác cũng từ lâu rồi. Thì lẽ ra chúng ta phải tính đến cái điểm rơi và chúng ta phải có những cái bước chuyển động sớm hơn về cải cách thuế để tránh cái việc là đấy mà nguồn thu hụt thu nó đặt ra rất là bức xúc cho chúng ta mới cải cách một loạt sắc thuế. Và điều khiến dư luận chưa đồng tình với Bộ Tài chính trong những lần sửa đổi luật thuế là do Bộ Tài chính chưa công khai bản đánh giá tác động như thế nào đến doanh nghiệp, người dân và cả nguồn thu. Đưa ra đề xuất đánh thuế nhưng không chưa phân tích được tác động đó đến doanh nghiệp như nào, đến nguồn thu ra sao, đến tăng trưởng kinh tế như thế nào và dự kiến những nhóm nào sẽ tăng trưởng. Cho nên hầu như chúng ta chưa nhìn thấy. Có thể Bộ Tài chính đang cũng này nhưng không có nói một số, nhưng mà rõ ràng là người ta chưa nhìn thấy được. Chính vì vậy mà người ta chưa yên tâm. Từ nhiều góc nhìn và ý kiến khác nhau, nhưng hầu hết các chuyên gia đều cho rằng nếu điều chỉnh, sửa đổi hay xây dựng chính sách thuế mới, thì những nhà hoạch định chính sách cần phải tính đến lợi ích của các đối tượng tham gia để cân nhắc, tránh thiệt hại cho nền kinh tế và vẫn có nguồn để nền kinh tế phát triển. Những lý do được Bộ Tài chính luận giải khi sửa đổi các luật thuế là vì cơ cấu lại một cách hợp lý nguồn thu, phù hợp với thông lệ quốc tế và để đảm bảo thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế, giảm thiểu những tác động bất lợi do quá trình cắt giảm thuế. Tuy nhiên thì qua những nội dung của việc thay đổi chính sách thuế của Bộ Tài chính đưa ra, làm cho mọi người cảm thấy mục tiêu là hướng tới huy động nguồn thu ngân sách nhà nước mà chưa tính đến chính sách thuế phải tạo động lực cho phát triển kinh tế, tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp, đóng góp nhiều hơn nữa vào nguồn thu cho ngân sách. Và đặc biệt hiện nay, vấn đề thu chi ngân sách ra sao cũng chưa được công khai minh bạch một cách rõ ràng. Theo kết quả khảo sát chỉ số công khai minh bạch ngân sách nhà nước OBI và chỉ số công khai minh bạch ngân sách địa phương POBI do Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, OECD thực hiện từ hơn 10 năm qua cho thấy, mức độ công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam còn thấp và đang tụt hạng. Chỉ số công khai ngân sách của Việt Nam năm 2015 đạt 18 trên 100 điểm và năm 2017 đạt 15 trên 100 điểm, giảm 3 điểm so với năm trước và thuộc vào nhóm thứ 5, nhóm ít công khai nhất. Nguyên nhân khiến Việt Nam giảm điểm là do theo nguyên tắc tiêu chuẩn của OBI, Việt Nam chưa công bố cho công chúng dự thảo dự toán ngân sách trình Quốc hội, báo cáo kiểm toán và báo cáo ngân sách dành cho công dân đúng thời gian, báo cáo thực hiện ngân sách tháng trên quý chưa đảm bảo đủ như các tiêu chí về nội dung của báo cáo thực hiện ngân sách. Theo cái luật ngân sách cũ ấy, thì chúng ta mới yêu cầu công khai một số rất ít các tài liệu liên quan đến ngân sách. Đó. Cái thứ hai là cái hạn chế thứ hai là cái trách nhiệm giải trình, tức là cái khả năng mà để người dân ấy, cũng như các tổ chức xã hội họ tham gia vào cái việc mà gọi là theo dõi đánh giá cái quy trình ngân sách ấy thì nó còn ở mức độ rất là ít, đó, rất ít. Đặc biệt là chúng ta mặc dù chúng ta có cái cơ chế để các cái tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tham gia vào, thế nhưng mà trên thực tế thì để tham gia được thì phải có chuyên môn này, phải có kinh phí này, phải có thời gian này, đúng không? Nhưng mà tất cả những cái đó thì hiện nay chúng ta chưa có những cái cơ chế rõ ràng để cho việc đó. Do đó mà ngay cả khi chúng ta trong luật chúng ta quy định như vậy nhưng mà trên thực tế có tham gia được hay không thì là một thách thức. Chính bởi tính công khai minh bạch thấp nên mỗi lần sửa đổi luật thuế theo hình thức tăng thu cũng nhận được những phản ứng không tích cực của người dân, bởi người dân không thấy được cái lợi khi mình phải bỏ thêm một khoản để đóng thuế và người dân cảm giác như mình đang bị tận thu. Và trên thực tế thì người dân có quyền tham gia theo dõi đánh giá quy trình ngân sách nhưng hiện quy chế còn chưa rõ ràng. Mỗi lần chúng ta muốn thay đổi loại thuế hay là thay loại phí nào đó vân vân
thì người dân đều phản đối, và điều ấy nó thể hiện rằng là hiện nay người dân rất không hài lòng với cách mà chúng ta sử dụng cái nguồn lực của xã hội. Và đồng thời người dân cũng cảm thấy là cái nguồn lực ấy quá lớn, tức là hiện nay là tất cả các chỉ số đều cho thấy là cái quy mô của chính phủ, của nhà nước rất là lớn, và quy mô của thu và chi đều rất lớn, và chúng ta lại chi thì lớn hơn thu rất là nhiều, chúng ta hụt kinh niên như vậy. Cái mà người dân bức xúc hiện nay không phải là bao nhiêu loại thuế và mức thuế thu như nào, mà cái mà người dân bức xúc hiện nay là gì? Người ta muốn rằng là gì? Cần phải có một sự công khai minh bạch các cái khoản thu thuế hàng năm được sử dụng như thế nào, vào những việc gì và hiệu quả ra làm sao. Cái kiểm toán thu chi ngân sách hàng năm phải được công khai để người dân biết được. Trong đó cái khoản mục thu thuế và cái khoản mục là sử dụng tiền thu thuế vào việc gì, hiệu quả ra làm sao. Bởi vì người dân có một nhu cầu rất chính đáng, người ta phải biết được những đồng thuế của họ đóng vào ngân sách nhà nước được dùng vào những việc gì và hiệu quả ra làm sao. Bên cạnh đó thì hiện nay vấn đề trốn tránh thuế và quản lý thuế của Việt Nam cũng chưa được hoàn thiện. Theo các chuyên gia, Việt Nam còn thất thu khoảng 30% thuế. Nếu thu được khoản thuế này thì không cần thiết phải sửa các đồ thuế theo hướng thức tăng thu. Tôi cho rằng hiện nay thất thoát còn nhiều. Qua một số liệu các chuyên gia đã đưa ra là có thể hiện nay mới có thể thu được khoảng 70%, không đến 70%. Như là chúng ta còn thất thu đến 30%, phải cố gắng giải quyết cái chỗ đó để bù lại chúng ta không phải tăng thuế nữa. Đặc biệt, sự không thống nhất trong các số liệu về ngân sách khi mỗi nơi một kiểu, mỗi chuyên gia phân tích về chính sách thuế lại dựa trên một bức tranh ngân sách khác nhau. Bộ Tài chính, 20 năm nay, mà tôi không lý giải được cái số liệu quốc tế, cái số liệu trong nước nó lại quá nhỉ. Anh chị ạ, số liệu ngân sách nhà nước, tổng thu cũng khác nhau, tổng chi khác nhau, và dấu phần trong đó cũng khác cả nhau. Thế là lấy gì mà nguy hiểm hơn các anh chị ạ? Không phải chỉ là mặt số liệu quanh, mà xu hướng quanh. Quan sát một lúc, thấy số chỗ dãy số này chúng ta đang tăng thu ngân sách trên GDP, chỗ khác có lại thấy không giảm. Thế nó là thế này. Thưa anh, tức là gì? Ngay cả một bức tranh thực tế ngân sách chúng ta hiện nay, tôi cam đoan các anh chị là không biết lấy ở đâu gọi là đáng tin cậy. Theo VCCI năm 2017, chỉ số kiểm soát tham nhũng của Việt Nam hiện nay vẫn nằm trong khoảng 5,69 đến 6,15 điểm. Còn theo Tổ chức Minh Bạch Quốc tế 2016-2017, thì chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam trong khu vực chỉ cao hơn Campuchia, Lào và Myanmar và ngang tầm so với Philippines. Khi lại rất nhiều những cái hiện tượng, những cái câu chuyện như là tham ô, tham nhũng, như là cái câu chuyện là bòn rút ngân sách, như là câu chuyện là lãng phí, nó xảy ra hàng ngày. Như ở Việt Nam của mình chẳng hạn, thì cái việc mà tham nhũng, tôi thấy là đứng thứ 113 trên 174. Đấy, mà tỷ lệ về điểm thì là 33 trên 100. Thì có nghĩa là cái tỷ lệ tham nhũng của mình rất là cao. Chính cái tỷ lệ tham nhũng này nó làm cho cái việc là mình sử dụng cái tài chính là không hiệu quả. Đó. Nếu mà theo cái tỷ lệ 33% như vậy thì mình chỉ sử dụng có 33 phần chỉ có là 3 phần 30 phần khoảng 33% là hiệu quả thôi. Thì mình vẫn còn nhiều cách khác để mình sử dụng cái đồng tiền nó hiệu quả hơn. Cái việc đồng tài chính công chi phí như thế nào cho nó hiệu quả, rồi cái việc thu thuế. Bây giờ ví dụ như là cái việc là về thu thuế VAT thì đảm bảo là bên Bộ Tài chính đã thu được đến bao nhiêu phần trăm, liệu thu được 50% hay 70%. Với nguyên tắc của việc sửa các luật thuế là đảm bảo đúng bản chất của từng sắc thuế, đảm bảo tính nhất quán, rõ ràng, minh bạch, đơn giản, giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tập trung sửa những bất cập so với thực tế, thống nhất với hệ thống pháp luật. Theo các chuyên gia, cơ quan nhà nước cũng cần công khai minh bạch ngân sách, chống thất thu thuế, phòng chống tham nhũng, và chỉ khi công dân có niềm tin vào tính công bằng và minh bạch của hệ thống chính sách thuế cùng với tính liêm chính và hiệu quả của chính phủ thì mới hoàn toàn có khả năng để gia tăng số thu thuế so với GDP trên nền tảng mở rộng cơ sở thuế. Đến đây thì chương trình Tài chính thuế cũng xin được khép lại. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của chương trình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và gặp lại trong các chương trình tiếp theo.